Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 12 năm 2019. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1.765 điểm. Xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam với 1.258 điểm tiếp tục đứng ở hạng 94 thế giới và top 14 châu Á. Cùng với vị trí số 1 tại Đông Nam Á, đây là thứ hạng cao nhất của dòng vàng trên bảng xếp hạng trong 20 năm qua. Trước đó Việt Nam cũng đã từng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thăng tiến 6 bậc trong suốt một năm vừa qua. Trước đó trên bảng xếp hạng FIFA ngày 20 tháng 12 năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 100 thế giới. Với hạng 94 thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa đại kình địch tại Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan với khoảng cách 19 bậc. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đang đứng ở vị trí số 113 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Philippines đứng thứ 3 Đông Nam Á với hạng 124 thế giới. Những đội tuyển còn lại gồm đội tuyển Myanmar xếp hạng 136, đội tuyển Malaysia xếp hạng 154, đội tuyển Singapore xếp hạng 157, Indonesia xếp hạng 173, Campuchia cũng có vị trí thứ 173, Lào 188, Brunei 191 và cuối cùng là Đông Timor với vị trí 196 thế giới. Tâm điểm trong năm 2020 vẫn sẽ là những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng ở sân chơi này, đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng bảng G tại vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm cùng hiệu số dương 4. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Malaysia vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.